សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមនៃវិស័យកសិកម្មថ្ងៃនេះមកបង្ហាញទៀតហើយបានពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបនៃការដាំបន្ទាកន្ទុយក្រពើក្នុងឆ្នាំ2022គឺបច្ចេកទេសថ្មីដែលគ្រួសារខ្ញុំទើបតែរកឃើញកាលពីមុនគឺយើងសង្កត់វាខ្លាំងពេកគឺឥឡូវយើងអត់ទេបាទ chẳng những cái việc cứ những đam bọc đá cứ ruột tiền bọc đá cứ ăn ăn này chẳng những cái để dùng phơi ca sập bọc vàng về thay cho bạn nếp bờ sân bờ miệng đầy ấp dính dọn đầy ấp chân tới và chẳng dùng mơ sạc cam một hiếp nè cho mơ có thuế và chẳng sạc cam việc còn hỏi bạch đấy và nè thì nhé còn hỏi việc bạch đấy chẳng dùng thư viết cứ ok cứ nhé chẳng dùng việc ập máy thì nó phải được việc ập máy cứ việc ập tài này bạn chẳng có đặt đây thì tôi chẳng phân nắng ok nè cái nhé mới có sẽ cầm một phiên một quán mà trong như này thì đọc đá cứ đi chẳng đọc đài xong rồi luôn tập đọc đá thì dương mình thay từng đi an an phí chứ còn mình thay ở đây để chị mặc từ sau rồi mà cứ dương từ từ bàn thoa cứ đọc luôn tập đọc nè một câu một mặt nè nè chẳng ngon mà sau mới thay thôi bà nè cái nhé một câu nè cái nhé bà chẳng cứ dương đọc đá mà luôn chẳng đọc đài chẳng bà bọn ôn miên chủng ngọt chẳng ai xa xua tam mà không bằng khẳng cao bán nhóm đừng chói có bỏ ai có nghĩa là bọn bọn ôn chẳng học nghĩa để chẳng đâm nơi cái tiêu của tôi cũng từ bà này cơ nhé chẳng ca lưu lo bỏ biến như sọc thiệp hò chẳng nhóm đâm bán trái hay là nếu cứ ở miền thiên sẽ đẹp lụa kế tế bọn ôn bà học viên thiên sẽ đẹp lụa ở kế tế xong bây giờ câu là lấy coi không cắt thôi thì ca lụa đá đây sai nhưng bao từ lấy ca lụa thiên cho ra chiến mà bao từ lấy ca lụa thiên cho ra chiến học quân cho ra sự đạt ca tu sinh này lấy ở bị tổ ôn nguyên đi cùng với subscribe mình xem ở bị tổ ôn nguyên đi phong ban học quân cho ra sự đạt ca tu sinh này bye bye chúc mọi người